Chúng ta sẽ học bài axit carboxylic một La Mã, định nghĩa đồng đặc, đồng phân, danh pháp. Các em lấy sách vở ra các em ghi nhá. Thấy chưa? Một nhỏ định nghĩa. Định nghĩa. Axit carboxylic thì được định nghĩa là gì? Thì nó được định nghĩa nó là hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chứa nhóm COH nhá. Trong hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chứa nhóm COH. Thấy chưa? Thì cái nhóm này này thì còn có tên gọi của nhóm này là nhóm carboxylic. Thấy chưa? Đấy, nhóm này gọi là nhóm carboxylic, các em nhớ chưa? Vậy có nghĩa là công thức tổng quát của mọi axit carboxylic nó sẽ có dạng là RCOOH tất cả x lần. Với R là gốc hydrocarbon này. COOH này là nhóm chức COOH. X là số lượng nhóm chức. Đấy chưa? Đấy nhá, thì là chúng ta sẽ học về thằng này rất là quan trọng bởi vì nó liên quan đến thằng este trong chương trình học lớp 12 nhá. Hai nhỏ là chúng ta sang cái phần đồng đẳng. Hai nhỏ đồng đẳng. Đồng đẳng. Đồng đẳng là các hợp chất hữu cơ có cấu trúc khoa học tương đồng nhau và hơn kém nhau một hay nhiều nhóm xét hai. Thì trong cái phần đồng đẳng này thì chúng ta chủ yếu đi làm rõ về cái vấn đề là xây dựng công thức tổng quát. Xây dựng công thức tổng quát. Xây dựng công thức tổng quát của anh đầu tiên là anh axit no đơn hở. Axit no đơn và hở. Đấy, thì bây giờ các em cũng quan sát nó, thầy sẽ dựng cho chúng ta cái thằng mà axit no đơn hở nhá, và sau đó chúng ta sẽ ứng dụng vào thằng axit no đơn hở này để ta tìm những cái thằng đằng sau. Ok chưa? Thế thì chúng ta vừa nhìn thấy này là mọi cái thằng axit thì đều có dạng là RCOOH tất cả x lần. Đấy chưa? Axit no là điều này nói lên gốc R no. Đấy chưa? Gốc R no. Đơn là nói lên chỉ có một nhóm COH. Thế thì mình có đây này, gốc R của mình mà no ấy, gốc R của mình mà no. Vậy thì tương đương với là công thức của cái gốc no là CnH2n cộng 2 đúng không? Đấy chưa? Thế mà nó lại có một nhóm COH. Vậy là cắm thêm một nhóm COH vào đây. Thế thì cắm một nhóm COH vào đây thì nó sẽ thay thế một thằng hydro và chỗ này chỉ còn là cộng 1. Được chưa? Vậy thì công thức tổng quát đầu tiên chúng ta cần nhắc tới thằng axit no đơn hở, nó sẽ là công thức là đây. CnH2n cộng 1 COH. Được chưa? CnH2n cộng 1 COH. Được chưa? Nhưng mà với cái công thức này thì nó lại chưa thỏa mãn cho lắm. Nó chưa thỏa mãn cho lắm với cái việc mà nếu mà chúng ta giải cái bài tập về đốt cháy nhá. Nếu chúng ta đi giải bài tập về đốt cháy thì cái công thức này lại không hay cho lắm. Thế vì vậy nên là chúng ta sẽ có cái công thức tiếp theo nhá, để chuyên giải về các bài tập cháy của bọn này. Được chưa? Chuyên giải các bài tập cháy của bọn này thì chúng ta sẽ có cái công thức tiếp theo. Bây giờ các em no kỹ và sau này mình sẽ sử dụng cái này nhiều nhất. Axit no. No thì tương ứng với là không pi. Được chưa? Đơn. Đơn chức thì bây giờ chúng ta phải xem cái cấu trúc của chức COH như thế nào. Cấu trúc của chức COH là gồm C nối đôi O gạch H. Các em nhìn kỹ chưa? Đây là cấu trúc nhá. Đây là cấu trúc của nhóm COH. Thì ta nhìn thấy trong phân tử này nó có mấy liên kết đôi? Một liên kết đôi CC. Đúng chưa? Vậy là cả cái nhóm COH này thì có một liên kết đôi, một liên kết đôi thì có một pi. Đúng chưa? Vậy này, đơn chức là tương ứng với một pi. Vậy thì suy ra toàn bộ cái thằng axit no đơn hở này nó sẽ chỉ có một pi. Và một pi này thì tương ứng với thằng hydrocarbon nào có một pi các em nhỉ? Thằng hydrocarbon nào có một pi? Thằng an, tương ứng với thằng anken CnH2n. Được chưa? Đơn chức thì tương ứng với mấy oxy đây các em nhìn này? 1 và 2 oxy. Vậy là O2. Để tránh bị nhầm lẫn với thằng CnH2n này thì thầy viết nó là Cm. Thì nó còn một cái công thức khác là CmH2mO2.
Được chưa? CmH2MO2. Các em nhìn rõ chưa? Đấy nhá. Vậy là thầy nhắc lại này. Vậy thì chúng ta sẽ hay sử dụng cái công thức đằng sau hơn. Thầy nhắc lại cách suy luận chúng ta nhé. No không pi là đặt tả cho gốc R không pi đấy. Đấy, gốc R là gốc hydrocarbon thì không pi. Được chưa? Đơn là một nhóm COH, một nhóm COH có một pi. Được chưa? Vậy là tổng của nó sẽ có một pi. Một pi thì giống anken. Anken là CnH2n. Được chưa? Hai oxy nên nó là O2. CnH2nO2. Ok chưa? Hiểu bài chưa? Nha, bây giờ chúng ta sang tiếp này. Axit một nối đôi CC đơn. Hả? Xem các em tự xây dựng xem công thức nó là như nào. Thứ ba là axit no hai chức. Hả? Các em tự xây dựng nó như nào. Thứ tư axit hai nối đôi CC đơn. Hả? Và cuối cùng là axit một nối đôi CC hai chức. Hả? Đấy, bây giờ các em cùng làm cho thầy về bốn cái anh axit này, xem công thức tổng quát dạng như này của nó như thế nào. Được chưa? Và viết xuống dưới ở đây để cho thầy coi nhá. Cùng làm xem nào. Cùng làm để thầy nhìn xem nào. Nhìn thế này. Đây nhá, nhìn nhìn kỹ nó, mình hướng dẫn nhá. Nhìn kỹ này. Axit một nối đôi CC này, chứng tỏ nó có một pi đúng không? Một pi. Đơn chức. Đơn chức thì tương ứng với là có một nhóm COH đúng không? Một nhóm COH là có một pi và hai oxy. Được chưa? Thế vậy suy ra tổng của cái thằng axit có một đôi đôi CC đơn này là nó có 2 pi. 2 pi và 2 oxy. Vậy trong đầu chúng ta phải liên tưởng 2 pi thì ứng với thằng nào? Ứng được nào quen thuộc ạ? Ankin. Ankin. Và công thức tổng quát của ankin nó sẽ là CN H2N trừ 2. Mấy oxy ạ? 2 oxy, nó sẽ là O2. Nhá. Mà là axit một đôi đôi CC đơn hở là CN H2N trừ 2 O2. Đấy, các em hiểu chưa? Các em hiểu với công thức này chưa? Đấy. Phải hiểu nó cơ, thì phải hiểu nó thì mới viết được. Còn không hiểu thì không thể viết được. Đấy nhá. Tương tự thì chúng ta sẽ có tiếp đến axit no hai chức hở, thì lại hướng dẫn để chúng ta nhìn này. Hướng dẫn tiếp cái thằng axit no hai chức hở nhá. No là ứng với không pi. Hai chức thì ứng với lại 2 pi. Và chú ý hai chức ứng với hai nhóm COH thì 2 pi và 4 oxy. Vậy công thức tổng quát của anh này sẽ là có 2 pi rồi. 2 pi thì giống với thằng an kin. Vậy nó là CN H2N trừ 2 O 4. Được chưa? Đấy, bây giờ các em xây dựng nốt hai thằng cuối này thì sao nào? Giờ xây dựng nốt hai thằng cuối này thôi. Không yêu cầu cao xa như vừa nãy nữa. Bây giờ chỉ cần yêu cầu xây dựng nốt hai thằng cuối này. Tại sao thầy cho xây dựng này? Tại vì những cái này nó hay có trong đề thi chuẩn phổ thông quốc gia các em ạ. Bởi vì nó hay có nên thầy mới bắt chúng ta phải hay làm nhá. Nó hay có đấy. Thế nên cùng con cùng làm đi, xong rồi cùng axit hai nối đôi CC mà đơn chức mà họ thì hai nối đôi CC tương với 2 pi. Đơn chức thêm 1 pi nữa và 2 oxy nữa. Vậy tổng của nó sẽ là 3 pi. 3 pi, vậy công thức tổng quát của cháu nó sẽ là CN H2N trừ 4 O2. Được chưa? Cuối cùng nhá. Axit một nối đôi CC. Axit một nối đôi CC hai chức hở. Một nối đôi CC, 1 pi. Hai chức 2 pi và 4 oxy. Vậy tổng của nó sẽ là bằng 3 pi và 4 oxy. 3 pi và 4 oxy, vậy công thức tổng quát của anh nó sẽ là CN H2N trừ 4 O4. Được chưa?
Đấy, thì ở trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta xây dựng toàn bộ các cái công thức của những cái thằng axit mà hay thi nhất. Dĩ nhiên vẫn còn rất rất nhiều các công thức của bọn axit khác, nhưng đây là những công thức của tụi axit mà hay thi bậc nhất. Đấy, các em chú ý, và thầy nghĩ rằng là sau cái chỗ cái skill này thì gần như hầu hết tất cả các em đều có thể xây dựng được công thức của bất kỳ một anh axit nào nếu đều yêu cầu. Được chưa? Mình sang tiếp. Ba nhỏ đồng phân. Ba nhỏ đồng phân. Đồng phân. Đồng là cùng. Phân là phân tử. Đồng phân là cùng công thức phân tử khác công thức cấu tạo. Được chưa? Thế thì phương pháp xác định đồng phân. Phương pháp xác định đồng phân. Phương pháp xác định đồng phân của axit thì tương tự như ancol. Nghĩa là sao ạ? Tương tự như ancol nghĩa là sao? Bước 1 vẽ mạch chính nhé. Bước 1 vẽ mạch chính. Bước 1 vẽ mạch chính. Bước 2 là đánh số. Đánh số chỉ vị trí đính nhóm CH. Chỉ vị trí đính nhóm COOH. Được chưa? Mình có ví dụ luôn ạ. Mình có ví dụ. C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân axit carboxylic nha. Thế em nhìn kỹ làm thầy làm này. Thứ nhất chúng ta phải nhìn là anh này thuộc dạng. Thứ nhất anh này là thuộc dạng CnH2nO2. Dạng này là dạng axit no đơn hở. No đơn hở. Đấy chưa? Chúng ta nhìn rõ chưa? Đây là dạng axit no đơn hở. Và bởi vì nó là dạng axit no đơn hở nên nó chỉ có một chức thôi ạ. Nên thầy sẽ đưa nên đưa anh C3SO2 để dạng một chức COOH. Và chỉ còn là C mấy thôi ạ? C3 trừ đi 1 C ở đây là còn C2H5COH. Được chưa? Đấy. C3SO2 mình đưa được về dạng CH5COH. Có nghĩa là mình mang cái nhóm COH này này cắm vào cái mạch chính C2. Vậy mạch chính C2 chúng ta vẽ đây. Còn anh COH này mang đi cắm thì nó có trục đối xứng đúng không? COH cắm vào đây hoặc vào đây là như nhau. Vậy C3H6O2 chỉ có một đồng phân axit nhá. Một đồng phân axit. Được chưa? Vậy đến đây. Tương tự bây giờ các em cùng làm cho thầy xem nào. Bây giờ các em cùng làm cho thầy xem cái anh C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit nhá. Cùng làm. Xem anh C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit. Được chưa? C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân axit. C6H12O2 có bao nhiêu đồng phân axit. Đấy, chúng ta có ba cái bài tập dành cho chúng ta làm thử nhá. Các em làm thử xong rồi là nói đáp án thì coi xem. Mình có này, C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit. Thì bây giờ thầy chữa theo cách dạy chậm trước. Thì đây là C4 này. Thì mình nhìn thấy O2 là đơn chức rồi. Mình đưa nó dạng về là C3H7COOH. Vậy là mình có anh COH mang cắm vào mạch chính là mạch C3. Đây mạch C3 đây. Đúng chưa? Vậy mang nhóm COH cắm vào. Trục đối xứng đây ạ. 1, 1, 2. Vậy suy ra C4H8O2 có 2 đồng phân axit nhá. Tiếp tục này, C5H10O2 này thì ta đưa về dạng là C4H9COOH đúng không?
Vậy là mình có nhóm CH cắm vào mạch C4. Mạch C4 chúng ta có 1, 2, 3, 4 là một anh này. 1, 2, 3, 4 một anh nữa này. Đúng không? Chúng ta có trục đối xứng. Hoặc đây là 1, 2, hoặc đây là 3, 3, 3, hoặc này là 4. Đúng chưa? Vậy C5 và 12 có 4 đồng phận axit. Vậy tương tự thì mình sẽ có với anh C6H12O2. Nó sẽ đưa nó về dạng là C5H11COO2. Vậy chúng ta sẽ có mạch chính của anh C5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Và 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Vậy ở đây ta sẽ có này, trục đối xứng này, nhóm CH đính vào đây là 1, đính vào đây là 2, đính vào đây là 3. Tương tự, đính vào đây là 1, đính vào đây là 2, đính vào đây, sorry, đính đây là 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, carbon ở giữa không đính được. Vậy suy ra C6, 12 của chúng ta có 8 đồng phần axit nhá. 8 đồng phần axit, rất là dễ thôi, cực kỳ dễ. Ok chưa ạ? Đấy là chúng ta vừa giải xong với cái phần đồng phân axit nhá. Thế bây giờ có cái EQ cao hơn một chút ạ. EQ cao hơn một chút. Bây giờ thầy muốn hỏi là anh C5H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit? Có một chút đấy ạ. C5H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit? Xem. Câu hỏi mới nha. C5H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit? Xem bao nhiêu đứa biết. C5H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit? Kỹ không toang đấy. Bây giờ mình nhìn này, anh này là axit đơn chức, đúng chưa? Đơn chức và có một nối đôi CC. Vậy bây giờ mình sẽ đưa nó này về là anh C4H7COH. Mạch chính phải có một nối đôi CC. 1, 2, 3, 4. Mạch chính một nối đôi CC ở đây này. 1, 2, 3, 4 nâng cao chút đấy. Mạch chính một nối đôi CC ở đây này. Là gì? 1, 2, 3, 4. Mạch chính một nối đôi CC ở đây này. Được chưa? Bây giờ mình đi đánh số vị trí nhóm COH. 1, 2, 3, 4. Trục đối xứng này. 5, 6 này. Trục đối xứng này. 7 này. 8 này, 9 này. Rất nhiều bạn chọn 9 nhưng đáp án không phải là 9. Anh số 1 đấy có đồng phân hình học là đồng phân số 10. Được chưa? Anh số 1 này có đồng phân hình học là đồng phân số 10. Số 5 là không có đồng phân hình học. Đúng không? Số 5 có đồng phân hình học không ạ? Anh số 5 có đồng phân hình học không? Anh số 5 này có đồng phân hình học nhá. Là anh số 11. Anh số 6 này có đồng phân hình học là anh số 12. Được chưa? Anh số 7 không đồng phân hình học, số 8 không đồng phân hình học, số 9 không đồng phân hình học. Vậy tổng cộng chúng ta có 9 cộng 3 bằng 12 đồng phân axit cộng. Đấy, thì với cái phương pháp này của thầy thì thầy có thể hướng dẫn cho chúng ta làm được các cái câu về đồng phân rất là nhanh, gọn, nhẹ. Đấy nhá. Vậy là đến đây chúng ta kết thúc cái phần đồng phân đây. Ok, cả nhà hiểu chưa? Bây giờ mình sang phần tiếp theo. Một la mã định nghĩa đồng đẳng đồng phân. Giờ mình sang bốn nhỏ danh pháp. Bốn nhỏ danh pháp. Danh pháp của tụi axit thì nó sẽ có thường hay theo hai cái tên. Được chưa? Một cái tên là tên thường. Một cái tên là tên thường. Tên thường rất hay thị. À cái 8, sorry. Sorry cả nhà, cái 8 không đính được nhóm CH bởi vì đây có 1 2 3 4 8 không không đính được CH. Cảm ơn nhé.
Sorry cả nhà, số 8 không đếm được COH đâu ạ. Vậy đây là 8. Thế là 8 cộng 3 chỉ có 11 thôi ạ. Cảm ơn nhá. Cảm ơn cả nhà. 11 đồng phân ạ. Sorry, thầy vừa nhìn nhầm, nhìn lộn. Ra sang cái số 4 ạ. Số 4, danh pháp. Danh pháp thì có hai loại, một loại A nhỏ là tên thông thường. Là tên thông thường. Ở đây với bọn axit này thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta phải nắm được 24 cái tên của axit nhá. Bắt buộc phải nhớ 24 cái tên axit thường. Một là HCOOH. Hai là CH3COOH. Ba là C2H5COOH. 4 1 2 3 4 O O H. Đấy chưa? 5 2 3 O O H. Đây. 6. Đây. Thôi cứ ghi thằng này số 5 thôi. 1 2 3 4 5. Và 1 2 3 4. Đấy ạ. Năm thằng này là năm thằng thay thi. Nhá. Thì chúng ta gọi tên năm thằng này trước. Được chưa? Thì tên thường ạ, anh đầu tiên ạ là acid formic. Anh thứ hai là acid acetic. Anh thứ ba mẹ em phải, được chưa? Acid propionic. Anh số 4 mẹ em phải bón acid butyric. Vậy thì ngay lập tức mình sẽ có anh này là có một nhóm CH3 đính ở vị trí carbon số 2 đúng không? Vậy thì cháu này nó sẽ tên là acid isobutyric. Được chưa? Đây là cách thuộc đấy nhá. Anh số 5 này. 1 2 3 4 5. Các em nhớ này này, 5 theo La Mã là V. Được chưa? V là gì? V là va. Nên tranh anh này có tên gọi acid valeric. Được chưa? Và xuống dưới thì cháu này sẽ tên là acid isovaleric. Đấy. Đầu tiên là muốn học được là chúng ta phải nhớ được tên của năm anh acid này đã. Nhá. Đầu tiên là mình phải nhớ được tên năm anh acid này. Xương xương là phải nhớ được tên năm thằng acid này. Đây là tên thường thôi nhá. Thì chưa nhắc đến là tên thay thế nhá, phải viết tiếp cho chúng ta đã. Đấy, bây giờ chúng ta phải tranh thủ nhớ ghi lại. Đây thầy hướng dẫn chúng ta là anh đầu tiên là acid formic ở đít con kiến. Anh thứ hai là acid acetic nhiều trong chanh. Đấy, anh số 3 là acid propionic thì nhớ được rồi. Mẹ em phải P đúng không? Anh số 4 là mẹ em phải bón acid butyric thì hệ quả của nó là iso nhóm CH3 đính vào vị trí carbon số 2. Tương tự thì mẹ chỗ này có 5 carbon. 5 carbon thì theo La Mã là V. V là va, acid valeric. Thì tương tự ở dưới nó sẽ là acid iso valeric, thấy chưa? Đấy các em ghi lại nhá. Ghi lại nhá, thì để lại cho chúng ta ghi. Thấy chưa? À, chúng ta sẽ có đến anh số 6 là có 6 carbon. 3 4 5 6. Anh số 7 là có 7 carbon. 3 4 5 6 7. Thấy chưa? Anh số 7 là có 7 carbon. Số 7 có 7 carbon. Anh số 8 là sang đến cái thành là acid có hai nhóm trước đi. COH COH nhẹ nhàng thôi. Anh số 9 COH C COH. Anh số 10 là có chữ nối đôi đi. C nối đôi C COH thì song song với nó là anh số 11.
C nối đôi C, C O O H C. Đấy, sang anh số 11. À, là anh có vòng. C O O H. Anh số 12 là vẫn là có vòng. Và có hai nhóm COH. Hai nhóm COH. Thì một nhóm COH đính đây. Còn một nhóm COH thì đính vào vị trí octo, para hoặc meta đều được. Anh số 13 là anh cũng có vòng. Một nhóm COH cố định. Còn một nhóm OH có thể đính vào vị trí octo hoặc vị trí meta hoặc vị trí para đều được. Anh số 14. Anh số 14 là về tụi axit béo. C17H35 COOH 15 là C17H33 COOH 16 là C17H31 COOH 17 là C15H31 COOH. Số 18 là anh cuối cùng. C C O O H gạch O H. Đấy, thế thôi ạ. Nào có 18 anh axit thôi ạ. Đấy là nếu mà em muốn học khủng. Và đấy là nếu em muốn lấy điểm 10 trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Còn nếu mà em mà không muốn lấy 10 ạ, thì em chỉ cần nhớ cho thầy lấy 8 hoặc lấy 7 thì cần nhớ thầy 5 cái thằng axit này thôi. Đây 5 thằng này. 1 2 3 4 5 nhá. Được chưa? Học lấy 8, lấy 7, lấy 8 dễ lắm, chỉ nhớ 1 2 3 4 5. Nhưng bắt đầu lên lấy 9 lấy 10 là phải nhớ hết bọn này. Được chưa? Mà đây là tên thường nhá, tên thường bắt buộc phải nhớ, chúng ta có kỹ năng để nhớ. Anh số 6 này bắt buộc phải nhớ nhá. 1 2 3 4 5 6. Acid caproic. Được chưa? Anh số 7, 1 2 3 4 5 6 7. Acid enantoic. Được chưa? Anh số 8. Acid oxalic. Anh số 9. Acid malonic. Anh số 10. Acid acrylic. Anh số bạn bè của anh số 10 thì đây không phải là isoacrylic đâu ạ. Đây nhóm CH3 đính vào vị trí carbon số 2. Acid met acrylic nhá, acid met acrylic. Anh số 11. Acid benzoic. Anh số 12. Đây này, viết này là thay thế cho ba anh, được chưa? Octo, meta, para. Đúng không? Mình cần thay octo, meta, para vào vị trí đứng của nó thôi. Thế này là acid phtalic. Phtalic. Nha, sau này rất quan trọng trong phần tơ. Anh số 13 là acid salicylic. Salicylic. Anh số 14 là trong bọn chất béo. Đây là các axit béo rất quan trọng với phần chất béo và este. 14 là axit stearic. 15 là axit oleic. 16 là axit linoleic. 17 là axit palmitic.
Và cuối cùng 18 là axit lactic. Được chưa? Thế mà đến đây nhiều bạn hỏi thầy là tại sao thầy bảo là học trên 20 và đến đây 18 là dừng. Thì đúng là trên 20 thật. Nhưng có điều là thầy đánh số, đánh số đến 18 thôi ạ. Các em hiểu không ạ? Đây nhá. Đây 18 thằng đánh số này. Đây thằng này là thằng 19, đúng không? Thằng này là thằng 20, đúng không? Thằng này là thằng 21, đúng không? Riêng này cộng thêm hai thằng nữa là 22, 23. Cộng hai thằng nữa là 24, 25. Được chưa? Tổng cộng mình có 25 tên cái thằng axit cần nhớ nhá. Nếu mà em muốn thi được điểm 9 điểm 10 để cho trong kỳ thi trung học thông quốc gia. Còn nếu mà em không muốn thi điểm 9 điểm 10 thì em có thể loại bỏ những anh giờ thấy gạch chân trong ta những anh quan trọng nhá. Học đủ là chúng ta phải học tầm 20 25 đấy, 25 tên axit. Còn còn lại nếu mà mục tiêu chúng ta chỉ đơn giản thôi thì bước 1 bây giờ thì yêu cầu chúng ta chỉ nhớ formic acetic propionic butyric. Mình nhớ được butyric thì chắc chắn mình auto mình nhớ được isobutyric. Valeric, mình nhớ được valeric thì chắc chắn mình nhớ được isovaleric, đúng không? Caproic thì 12 bắt buộc phải nhớ đấy ạ. 11 có thể không nhớ nhá, nhưng 12 bắt buộc phải nhớ. Enantoic cũng vậy ạ. Caproic thì sau này nó làm nên tơ enang, à tơ capron. Enantoic sau này làm tơ tơ enang đúng không? Các bạn 12 đúng không? Oxalic là bắt buộc phải nhớ. Malic có thể nhớ hoặc không. Acrylic bắt buộc phải nhớ nhá. Benzoic bắt buộc phải nhớ. Được chưa? Tiếp tục là stearic. Tất cả bọn axit béo đều phải nhớ. Oleic, linoleic, palmitic đều phải nhớ. Vậy là nếu mà chuẩn ra thì chúng ta chỉ cần nhớ 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? 6 6 7 8 9 10 11 12 thôi. Ok. Cả nhà nhớ chưa? Đấy, có 11 12 thằng thôi. Đấy nhá, thầy giảm cho ta một nửa rồi. Phải nhớ 12 thằng thôi. Nhớ nhá, nhớ đúng 12 thằng đấy. Không là toang đấy, không là không học được đâu. Ok. Đây thầy vừa hướng dẫn xong cái phần là tên thường của tụi axit. Bây giờ mình lên tên thay thế nhỉ. B nhỏ tên thay thế. B nhỏ tên thay thế. B nhỏ. Tên thay thế của axit. Thì nó bằng tên của hydrocarbon tương ứng bằng axit cộng với lại tên của hydro carbon tương ứng cộng với OH. Cộng với OH nhá. Tên axit cộng với tên hydrocarbon tương ứng cộng với OH. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có đây đây đây. Anh đầu tiên, anh số 1. Đây thầy sẽ gọi tên thay thế sang bên cạnh nhá. Axit một carbon mẹ metan đúng không, no này OX đây chưa, axit metan OX. Và anh số 2 sẽ là axit etan OX. Anh số 3 sẽ tên gọi là axit propan OX. Anh số 4 sẽ tên gọi là axit butan OX. Anh số 5 đánh số 1 2 3 2 metin propan OX. Anh số 6 là axit pentan OX. Thấy chưa? Đấy, thế thôi. Gọi xương xương vậy thôi các em ạ. Gọi xương xương vậy thôi nhá. Thế là chúng ta xong cái phần gọi tên, được chưa nhỉ? Và kết thúc phần gọi tên đây nhá. Thế thôi. Thế thôi. Không sợ chết khiếp mất, đúng không? Bây giờ mình sang phần tiếp theo, 3 la mã, phần 2 la mã tính chất vật lý. 2 la mã tính chất vật lý. Tính chất vật lý. Thì các axit đều tồn tại ở điều kiện thường. Điều kiện thường là chất lỏng. Là chất lỏng hoặc rắn. Tồn tại ở điều kiện thường là chất lỏng hoặc chất rắn. Được chưa?
nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy thì tăng theo chiều tăng của phân tử hội, tăng theo chiều tăng của phân tử hội nhé. Đấy, thế thì nguyên nhân tại sao nó lại thứ hai nữa là cao hơn nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của tụi axit này thì lớn hơn nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của các ancol, đúng chưa? Tương ứng. Tại sao lại vậy? Tại vì các axit này có liên kết hydro bền vững hơn, có liên kết hydro bền vững hơn so với các ancol có cùng số nguyên tử carbon. Cuối cùng là mỗi axit đều có một vị riêng, mỗi axit đều có vị riêng. Ví dụ như axit acetic thì nó có vị của giấm ăn, đúng không? Axit oxalic thì lại có vị của me. Đấy, mỗi vị một khác, đúng chưa? Đấy nhá. Giờ mình sang phần ba la mã tính chất hóa học. Ba la mã tính chất hóa học. Tính chất hóa học của đội axit thì chúng ta nhớ rằng là axit thì nó có nhóm chức gì đấy? R C O O H. Đây là phần nhóm chức đặc trưng của axit. Vậy thì tính chất của axit nó sẽ chia thành hai mảng. Mảng thứ nhất là tính chất của gốc hydrocarbon. Tính chất gốc hydrocarbon rất đơn giản. Nếu no thì là mang tính chất của ancan. Không no, một đôi đôi CC thì mang tính chất của anken. Một đôi ba CC thì mang tính chất của ankin. Vòng thơm thì mang tính chất của vòng benzen. Thì cái này chúng ta học ở ancan, anken, ankin, ankadien, benzen rồi. Không nhắc đây nữa. Mình học cái tính chất mới là tính chất đặc trưng của tụi axit, bởi vì đây là nhóm chức nên trung tâm phản ứng của axit sẽ ở nhóm chức COOH. Được chưa? Thì cái nhóm chức này này, chúng ta thấy này, nó có khả năng cắt liên kết ở đây, nhóm OH, vậy là thế hydro. Đúng chưa? Và cũng có khả năng cắt liên kết ở đây là thế nhóm OH. Được chưa? Vậy suy ra đội axit này nó sẽ có tính chất hóa học là có phản ứng thế hydro và thế nhóm OH. Đấy nhá. Bây giờ mình có một nhỏ tính axit. Tính axit thì các axit carboxylic thì nó có tính axit yếu nhá. Nó có tính axit yếu. Được chưa? Nó có tính axit yếu. Thế thì đầu tiên mình có so sánh tính axit. So sánh tính axit của các axit carboxylic thì mình có này. Anh tính axit mạnh nhất là HCOH sẽ mạnh hơn CH3COH, mạnh hơn C2H5COH. Đấy, cứ nhớ vậy. Được chưa? Vân vân. Đấy, cái này nhớ thôi, mặc dù là giải thích nó rất là dài dòng nhưng bây giờ thầy nghĩ là chúng ta chỉ cần nhớ vậy thôi. Đấy, cái thằng nhỏ nhất thì lại là thằng mạnh nhất. Được chưa? A nhỏ là tan trong nước, trong dung dịch đấy. Trong dung dịch. Thì do anh axit carboxylic là axit yếu nên tụi axit sẽ bị điện ly không hoàn toàn hay là điện ly thuận nghịch để tạo thành RCOO- cộng H+. Hay nói khác là các anh axit carboxylic thì đều là các chất điện lý yếu. Được chưa? Mặc dù vậy thì nó vẫn làm quỳ tím, vẫn làm quỳ chuyển thành màu đỏ. Nhớ nha. Nó vẫn tác dụng với các kim loại. Tác dụng với các kim loại đứng trước hydro. Đứng trước hydro để tạo thành muối cộng với lại H2. Chúng ta có ví dụ như axit formic HCOOH tác dụng với natri và axit acetic tác dụng với canxi. Đấy, các em tự xem nó tạo thành gì. Tác dụng với natri thì tạo thành gì, tác dụng với canxi thì tạo thành gì. HCOOH mà tác dụng với natri thì tạo thành HCOO Na cộng với lại 1/2 H2. Còn CH3COH mà tác dụng với canxi thì nó tạo thành CH3COO tất cả 2 lần Ca cộng H2. Đẹp. Nhìn rõ chưa? Đấy nhá. Ngoài ra thì nó vẫn có tác dụng với gì? Axit thì chắc chắn là tác dụng với dung dịch kiềm. Tác dụng với dung dịch bazơ và oxit bazơ.
để tạo thành muối cộng nước, để tạo thành muối cộng nước. Ví dụ như CH3COOH cộng KOH. Ví dụ như C2H5COOH cộng với lại BaOH hai lần. Được chưa? Ví dụ như HCOOH cộng với gì đấy? CuO. Hiện tại gì? Nha, đây chúng ta được viết phương trình thế này. Hiện tại anh gì? Tạo thành gì nhỉ? CH3COH cộng với KOH thì tạo thành CH3COOK cộng H2O. C2H5COH cộng BaOH hai lần thì tạo thành C2H5COO tất cả hai lần Ba cộng với lại H2O. 2 H2O. HCOH cộng CuO thì tạo thành HCOO hai lần Cu cộng với lại H2O. Đấy, rất là dễ nhá. Để tác dụng với lại bazơ và oxit bazơ. Tiếp tục ạ. Đây là xong tác dụng với bazơ và oxit bazơ nhá. Giờ có tác dụng với lại muối. D nhỏ. Tác dụng với dung dịch muối. Tác dụng với dung dịch muối. Nào các em cùng viết cho thầy phương trình này. HCOH cộng với NaHCO3 thì tạo thành gì? CH3COOH cộng với CaCO3 thì tạo thành gì? C2H5COH cộng với BaSO3 thì tạo thành gì? Và CH3COOH cộng với FeS thì tạo thành gì? Nào. Thứ nhất là nó được tạo bởi từ thằng axit RCOOH cộng với anh ancol HOR phải mũi tên hai chiều tạo thành RCOOR phải cộng H2O xúc tác H cộng. Thì cái phản ứng này thì nó hay là hay được nhắc tới ở chương trình lớp 12. Lớp 11 mình chỉ biết là có phản ứng nhân tế hóa thôi. Ba nhỏ là cái phản ứng đặc biệt. Thì tất cả mọi cái anh axit thì có duy nhất chỉ có anh HCOH, nó có đầu HCO thì tác dụng với lại hai bạc AgNO3 trong NH3 thì sinh ra được hai bạc cái tổ bạc. Thấy chưa? Đấy, để sang phần đặc biệt. Rồi mình sang phần cuối cùng. Phần 4. Điều chế ứng dụng. Điều chế. Thế thì điều chế axit là cái này quan trọng này. Cái này rất hay bị hỏi ạ. Đầu tiên là phương pháp lên men giấm. Phương pháp men giấm hay còn được gọi là cổ truyền. Tại sao chúng ta lại nhớ phương pháp này cổ truyền ạ? Bởi vì các ông, các bà, các cụ chúng ta vẫn làm cái phương pháp này. Nhá. Là cho gì ạ? Là cho thằng ancol nitrilic CH5OH. Được chưa? Xúc tác men giấm. Để tạo thành CH3COOH cộng H2O. Chỗ này cộng oxy nữa. Không phải đốt đâu. Thì là xúc tác men giấm. Không phải đốt. Tuyệt đối không có đốt. Được chưa? Hai nhỏ. Phương pháp thứ hai là phương pháp chủ yếu để sản xuất axit acetic, là phương pháp chủ yếu nhá. Có nghĩa phương pháp phổ biến đấy. Phương pháp phổ biến. Là đi từ oxy hóa từ axit acetic, anhydride acetic. CH3 CHO
cộng oxy xúc tác 1 phần 2 oxy thì tạo thành CH3COOH. Ba nhỏ là phương pháp oxy hóa hydrocarbon. Oxy hóa hydrocarbon, oxy hóa ancan đó. Thì chúng ta có là oxy hóa hydrocarbon thì bằng cách là cho cái thằng butan C4H10 tác dụng với thằng oxy ở xúc tác này, áp suất này, nhiệt độ này, thì thu được CH3 COH cộng H2O 2 4 2. Thực ra những cái phương trình này các em không cần phải cân bằng đâu, các em chỉ cần nhớ là từ thằng này nó ra được thằng kia là ok. 4 4 này là phương pháp hiện đại. Hiện đại để sản xuất. Thì với cái phương pháp hiện đại này thì người ta thường hay đi từ ancol methylix CH3OH cộng với CO, nhiệt độ xúc tác thì tạo thành CH3COH. Đấy. Trên đây là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta biết đến cái bốn cái phương pháp để điều chế ra axit acetic. Thì các em cũng chú ý rằng là bốn cái phương pháp này thì người ta có thể hỏi là trong số những cái chất sau đây có bao nhiêu chất mà chỉ từ một phương trình có thể điều chế được axit acetic. Thì các em phải nhớ là có thằng CH3OH này, có C4H10 này, đúng không? Có thằng CH3CHO này và có thằng CH5OH. Được chưa? Còn ứng dụng thì dĩ nhiên nó làm nguyên liệu cho công nghiệp mỹ phẩm, công nghiệp dệt, công nghiệp hóa học rồi, thì mình không cần phải nói qua quá nhiều phần ứng dụng nữa nhá. Đây là phần điều chế. Ok. Thì đấy là cái phần về tính chất hóa học, điều chế ứng dụng của anh axit thì chúng ta tạm dừng tại đây ạ.